Rồi 481, 10 cây trang sen 200k bao ship toàn quốc nha quý vị. Anh nào quen nhận cây trả tiền, còn lại chuyển khoản trước nha quý vị. Rồi bây giờ anh nào ở Sài Gòn á, bữa nay mà có mua phải cân nhắc lại nha. Nếu mà đi đến cái bưu cục của CNT á, sát bên nhà mấy quý vị đó, cái chỗ nào nó cũng có cái bưu cục của CNT á, nếu mà đến đó nhận cây được thì mua nha quý vị. Chứ còn hôm nay là nó không có giao hàng đến nhà cho quý vị được nha, ở Sài Gòn á. Nếu anh nào mà có ok được thì cứ mua, còn không thì hẹn dịp khác nha quý vị. Rồi đầu tiên nói vậy đi cho nó dễ nha quý vị, để quý vị biết nha, chứ bữa nay Sài Gòn rất là căng, đi ra ngoài đường là nó phạt chết luôn á, phạt mấy triệu bạc đó. Cái số 3 nè, cho nên nó có điều kiện thì cứ mua, còn không thì hẹn dịp khác đi quý vị ơi. Tôi cũng bán hạn chế dữ lắm rồi, đâu có bán nhiều đâu, lâu lâu bán 2-3 lô cho nó vui vậy. Rồi ở dưới này 5 cây nữa nè, đó. Ở trên này 5 cây là 10 cây 200k bao ship luôn ha. Rồi xuống luôn quý vị ơi.